tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Hoàng Anh và Tuấn Lâm xin kính chào quý vị. Trong bản tin sáng ngày 26 tháng 8 hôm nay, các đội không vận của Canada tập trung vào Ukraine với việc di chuyển từ Kuwait đến Vương quốc Anh. Bệnh nhân ở Bệnh viện Ontario có thể phải trả phí nếu từ chối chăm sóc dài hạn. Nhóm doanh nghiệp Montreal muốn các đảng thúc đẩy mục tiêu nhập cư. Các tỉnh vùng Prairies dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế trong năm nay nhờ dầu và khí đốt. Cảnh sát Calgary phản ứng với sự gia tăng chưa từng có của các vụ xả súng một y tá Canada chết đuối khi đang phát live streaming trên Facebook. Trên thế giới, Tổng thống Putin ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang của Nga. Hàn Quốc đối mặt với sức ép của Trung Quốc về hệ thống vũ khí chống tên lửa. Vụ Trịnh Xuân Thanh, Đức cáo buộc một kỳ phạm tham gia vụ bắt cóc là gián điệp. Một cột mốc bi thảm, một triệu người đã chết vì Covid-19 trong năm nay, theo WHO cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh mở đầu với phần tin Canada. Các đội không vận của Canada chuyển tập trung vào Ukraine bằng cách di chuyển từ Coet tới Vương quốc Anh. Các đội không vận quân sự của Canada đang di chuyển tới Vương quốc Anh từ nơi họ đã đóng quân trong những năm gần đây ở Trung Đông để hỗ trợ tốt hơn cho các nỗ lực cung cấp các thiết bị thiết yếu cho Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng hôm thứ Năm đã xác nhận một báo cáo được công bố lần đầu rằng hai máy bay vận tải CC-130J của các phi hành đoàn hỗ trợ của họ đã chuyển từ Kuwait tới một căn cứ không quân ở Scotland. Các máy bay này đã có mặt tại Kuwait từ năm 2017 như một phần đóng góp của Canada cho chiến dịch Impact là một sứ mệnh quân sự nhân đạo nhằm đánh bại nhà nước hồi giáo và hiện nay đang tập trung hỗ trợ iraq cho đền vạnh lebanon để xây dựng lại khả năng quân sự của họ giờ đây thì hai chiếc máy bay vận tải này và phi hành đoàn sẽ đóng tại sân bay glasgow Prestwick. người phát ngôn của bộ cho biết quyết định di chuyển là để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không tăng cao và họ sẽ làm việc để hỗ trợ các hoạt động đó và ông nói thêm hỗ trợ không vận cho trung đông sẽ tiếp tục nhưng mà sẽ mang tính từng đợt Vắc xin đậu mùa khỉ được mở rộng cho người trong cộng đồng LGBTQ ở Ontario và những người hành nghề mại dâm. Ontario đã mở rộng tính đủ điều kiện cho vắc xin đậu mùa khỉ đã bao gồm một bộ phận rộng rãi hơn của cộng đồng LGBTQ và những người hành nghề mại dâm. Hướng dẫn mới của Bộ Y tế được công bố hôm thứ tư cho phép những người thuộc cộng đồng LGBTQ được nhận một liều duy nhất vắc xin đậu mùa khỉ nếu họ đáp ứng một số điều kiện nhất định. Trước đây thì nhóm ưu tiên tiêm vaccine là nhóm đồng tính nam, song tính và nam giới có quan hệ tình dục đồng giới đáp ứng những điều kiện nhất định. Bệnh nhân ở Bệnh viện Ontario có thể phải trả phí nếu mà từ chối chăm sóc dài hạn. Chính phủ Ford đang phải đối mặt với những lời kêu gọi ngăn chặn việc tính phí bệnh nhân được chăm sóc thay thế ELC nếu mà họ chọn nằm ở trên giường chăm sóc cấp tính đó là một phương pháp mà các bệnh viện sử dụng như là một biện pháp cuối cùng. Tỉnh đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi soạn thảo đạo luật More Bath, Better Care Act cho phép tỉnh tìm các nhà chăm sóc dài hạn khả thi thay mặt cho một bệnh nhân ELC mà không cần sự đồng ý của họ. Mặc dù chính phủ đã khẳng định rằng không được chuyển bệnh nhân ra khỏi bệnh viện trái với ý muốn của họ nhưng vẫn chưa nói rõ điều gì sẽ xảy ra nếu mà một bệnh nhân từ chối yêu cầu sau khi họ được xuất viện khỏi giường chăm sóc cập tính. Hiện tại thì bệnh nhân ELC và người chăm sóc của họ phải chọn một danh sách gồm 5 nhà chăm sóc dài hạn mà họ muốn ở và bị tính phí đồng thanh toán khoảng 62,18 đô la mỗi ngày trong khi chờ đợi. Ví dụ, tại University Health Network thì các nhà quản lý chăm sóc sức khỏe có thể tính phí hợp pháp cho bệnh nhân, một khoản phí hàng ngày lên tới 1.891 đô la. Chi phí cho một giường bệnh được tài trợ nếu mà họ có lựa chọn về nhà chăm sóc nhưng mà họ từ chối rời bệnh viện. Mạng lưới bệnh viện hiện nay đang chăm sóc khoảng 100 bệnh nhân ELC và cho biết biện pháp này được áp dụng một hoặc là hai lần mỗi năm trong những trường hợp khắc nghiệt. Những người chỉ trích chính phủ Ford gọi đạo luật này là phi đạo đức một cách sâu sắc và hiện nay đang cảnh báo rằng tỉnh có thể dùng quyền này nhiều hơn trong thời gian tới khi mà họ dự kiến dọn 250 giường chăm sóc cấp tính trước mùa cúm của mùa thu. Các cơ quan y tế ở tỉnh British Columbia đã đưa ra các hợp đồng trị giá khoảng 393 triệu đô la cho các phòng khám tư nhân để cung cấp dịch vụ phẫu thuật và hình ảnh y tế trong 6 năm qua, theo một báo cáo mới từ Trung tâm Thay thế Chính sách Canada CCPA. Tác giả của báo cáo Andy Longhurst nói, số tiền đó đã được dùng cho các ca phẫu thuật có rủi ro thấp, chẳng hạn như là nội soi, đục thủy tinh thể và chỉnh hình thị lực thấp. Ông cho biết, vấn đề là tiền và nhân viên đang bị tước đoạt khỏi khu vực công. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix phản đối điều này, trong một cuộc họp báo vào chiều thứ tư, Bộ trưởng nói, tỉnh đang âm thầm hỗ trợ y tế tư nhân là hoàn toàn không chính xác. Ông cho biết, các cơ quan y tế đã ký hợp đồng 27,2 triệu đô la cho các phòng khám tư nhân vào năm 2021, chiếm 0,23% trong tổng số 11,8 tỷ đô la mà cơ quan y tế đã chi trong cùng kỳ. Bộ trưởng Dix cho biết, vào năm 2021, có hơn 13.000 ca phẫu thuật theo hợp đồng, chỉ chiếm 4% tổng số ca phẫu thuật còn ông Longhurst cho biết một mối quan tâm khác là số tiền hàng năm cho các ca phẫu thuật theo hợp đồng tiếp tục gia tăng. Trong năm 2015-2016, dưới 10 triệu đô la đã được chi cho các hợp đồng phẫu thuật. Tuy nhiên, đến năm 2020-2021, con số đó đã đạt gần 30 triệu đô la. Nhóm doanh nghiệp Montreal muốn các đảng thúc đẩy mục tiêu nhập cư. Các đảng chính trị ở Quebec nên cam kết nâng cao mục tiêu nhập cư nếu họ được bầu vào ngày 3 tháng 10. Người đứng đầu một nhóm kinh doanh ở Montreal cho biết vào hôm thứ Năm. Nhưng ông thừa nhận rằng, việc ủng hộ nhập cư theo truyền thống không phải là một phương pháp hiệu quả để thu hút các phiếu bầu. Vài ngày trước khi bắt đầu chiến dịch bầu cử của Quebec, ông Michel Leblanc, Chủ tịch Phòng Thương mại của Metropolitan Montreal cho biết, các doanh nghiệp trong khu vực đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công nhân Ông nói thêm, tình trạng thiếu lao động đang buộc các công ty phải trả mức lương cao hơn, khiến các hợp đồng không được thực hiện hoặc là hạ thấp chất lượng dịch vụ của họ. Hạ viện kêu gọi các đảng cạnh tranh để thành lập chính phủ tiếp theo cam kết nâng mục tiêu nhập cư lên ít nhất 64.000 người mỗi năm để giúp lấp đầy hơn 220.000 việc làm trống trên toàn tỉnh. Các nhóm kinh doanh ở Quebec đã kêu gọi các mục tiêu cao hơn trong nhiều năm Tháng trước thì một nhóm đại diện cho các nhà xuất khẩu và nhà sản xuất trong tỉnh đã đề xuất rằng giới hạn thường trú nhân hàng năm nên đạt 90.000 một năm. Cho đến nay, Đảng Tự do Quebec là đảng lớn chính thức duy nhất cam kết nâng mục tiêu nhập cư nếu được bầu vào mùa thu này. Đảng đã cam kết giới hạn 70.000 người mỗi năm trong khi đảng tìm cách ký kết các thỏa thuận với các vùng của Quebec để xác định nhu cầu nhập cư thực sự của họ đảng CAQ cầm quyền đã giữ mục tiêu nhập cư lâu dài ở mức từ 40.000 đến 50.000 trong 4 năm qua, với lý do là cần phải giúp những người mới đến hòa nhập đúng cách và bảo đảm họ học tiếng Pháp. Tỉnh chuẩn bị tiếp nhận gần 70.000 người nhập cư trong năm nay để bắt kịp tiến độ. Sau khi không đạt được mục tiêu trong đại dịch COVID-19, nhưng lãnh đạo đảng CAQ, Thủ hiến François Legault vẫn chưa thông báo liệu ông có tăng giới hạn vĩnh viễn nếu ông được bầu lại vào một kỳ thứ hai. Đảng bảo thủ đã hứa sẽ giảm dần mức nhập cư trong khi nỗ lực để tăng cường tự động hóa và tỷ lệ sinh của Quebec. Trong khi đó, thì Party Quebecois vẫn chưa công bố nền tảng của mình, nhưng lãnh đạo của đảng này đã bày tỏ lo ngại rằng một làn sóng những người mới đến sẽ gây nguy hiểm cho vị thế của người Pháp trong tỉnh. Trong tăng trưởng kinh tế, các tỉnh vùng Prairie dẫn đầu về tăng trưởng trong năm nay nhờ dầu và khí đốt. Conference Board of Canada cho biết, các tỉnh ở vùng Prairie có thể sẽ là những tỉnh có hoạt động kinh tế hàng đầu trong năm nay, ngay cả khi các biện pháp chống lạm phát của Ngân hàng Trung ương Canada đã dập tắt sản lượng kinh tế chung của đất nước. Trong một báo cáo mới xem xét, các yếu tố sẽ thúc đẩy nền kinh tế cấp tỉnh của Canada từ năm 2022 đến năm 2024. Tổ chức phi lợi nhuận này cho biết, Saskatchewan sẽ dẫn đầu đất nước với mức tăng trưởng thực tế là 7,6% trong năm nay và tỉnh Alberta sẽ có mức tăng 4,9%. Lĩnh vực dầu khí sẽ thúc đẩy nền kinh tế Saskatchewan và Alberta đến năm 2024. Báo cáo cũng cho biết, Newfoundland sẽ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn khi sản xuất dầu ngoại tuyến khởi động lại vào năm 2023. Dân số, người cao tuổi có thể kìm hãm sự tăng trưởng của tỉnh Quebec trong khi xu hướng làm việc từ xa bị đảo ngược sẽ hạn chế mức tăng ở Đại Tây Dương Canada khi một số người lao động chuyển đi, đặc biệt là ở Nova Scotia và New Brunswick. Báo cáo cho biết, sự gia tăng trong lĩnh vực sản xuất, khách sạn và giải trí có thể sẽ tạo ra sự thúc đẩy kinh tế ở tỉnh Ontario và British Columbia. Cảnh sát Calgary phản ứng trước sự gia tăng chưa từng có của các vụ xả súng Cảnh sát Calgary đã phải đối mặt với các chỉ trích hôm thứ Tư khi mà họ phải trả lời những câu hỏi về sự gia tăng của các vụ xả súng và tình hình tội phạm trong thành phố. Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Tyler Sondro đã công bố khoản trợ cấp phòng chống tội phạm Alberta trị giá 5,2 triệu đô la để giúp hạn chế sự gia tăng tội phạm trong tỉnh. Khoản trợ cấp này đến trong thời điểm gia tăng các vụ xả súng ở Calgary khi thành phố có 97 vụ xả súng trong năm so với 54 vụ cùng thời điểm của năm ngoái. Cảnh sát trưởng Calgary Mark Newfell cho biết trong một cuộc họp báo rằng con số 87 là số vụ xả súng trung bình hàng năm ở Calgary trong khoảng thời gian 5 năm và ông nói rằng 97 vụ xả súng vào thời điểm này trong năm là chưa từng có ở thành phố này. Cảnh sát đã thu giữ 303 khẩu súng có liên quan tới tội phạm trong năm nay, cũng tương đương với những năm khác. Tổng thể thì cũng đã có sự gia tăng về súng ống. Cảnh sát trưởng nói rằng có 3 cách chính để tội phạm có được súng. Thứ nhất là nguồn súng nhập lậu từ Hoa Kỳ. Nguồn thứ hai là súng bị đánh cắp trong các vụ đột nhập. Và thứ ba là súng được mua thông qua những người bán lại. Tức là những người có giấy phép và có thể mua súng và sau đó họ chuyển súng cho tội phạm có tổ chức. Thị trưởng Surrey hứa sẽ xây dựng sân vận động 60.000 chỗ ngồi nếu tái đắc cử. Thị trưởng của Surrey đang đưa ra một lời khứa bầu cử đầy tham vọng trước khi khởi động chiến dịch chính thức của mình. Doug McCollum nói, nếu được bầu lại thì ông ấy sẽ xây dựng một sân vận động lớn nhất trong nước. Ông cho biết, ông muốn xây dựng một sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, nhiều hơn khoảng 6.000 chỗ so với sân BC Place ở Vancouver. Thị trưởng cho biết, nhà thi đấu đa năng sẽ được xây dựng ở đâu đó dọc theo đường Expo ông nói rằng có nhu cầu để xây dựng sân vận động này và khẳng định rằng một nửa số người hâm mộ bc lions đến từ surrey trong khi đó thì phát ngôn viên của đội lions đã phủ nhận thống kê đó và nói rằng con số đó là nói quá cuối cùng thì ông mccoynh muốn surrey có một đội chuyên nghiệp của riêng mình tuy nhiên vẫn chưa có thông tin nào về chi phí của dự án thị trưởng cho biết Ông chưa bàn bạc với tỉnh về vấn đề tài trợ, nhưng mà tin tưởng rằng thành phố có thể cấp vốn với sự giúp đỡ của một số tập đoàn lớn mà ông đang đàm phán. Chính phủ nói rằng các trường đại học cao đẳng nên tuân theo viên chức y tế của Ontario về các yêu cầu COVID. Người phát ngôn của chính phủ cho biết, các trường đại học và cao đẳng nên tuân theo lời khuyên của các nhân viên y tế về các quy tắc liên quan đến COVID-19 tại các cơ sở của họ và nên tự đưa ra các quy định của mình. Người phát ngôn của Bộ các trường đại học và cao đẳng cho biết trong một tuyên bố, trong suốt đại dịch, chính phủ của chúng ta luôn luôn tuân theo lời khuyên của Giám đốc Y tế. Chúng tôi khuyến khích tất cả các học viện khác, bao gồm các trường sau trung học cũng làm như vậy. Một số cơ sở giáo dục sau trung học trong tỉnh đã chọn thực hiện các quy định liên quan đến COVID trước học kỳ mùa thu, chẳng hạn như Western University, và University of Toronto. Giá xăng tại Vancouver dự đoán sẽ giảm trước cuối tuần. Các tài xế có thể tiết kiệm được một chút tiền nếu mà họ đợi đến ngày thứ sáu để đổ xăng theo một dự đoán cho Vancouver. Trang web Gas Wizard cho biết các tài xế đã phải trả từ 195,9 xe một lít cho tới 198,9 xe một lít cả tuần trong khu vực. Dự đoán cho ngày thứ sáu thì giá trung bình tại các trạm bơm sẽ là 190,9 sen, vẫn còn cao nhưng mà thấp hơn vài xu so với giá trong 10 ngày qua. Trong các thành phố được theo dõi, Vancouver cho đến nay là thành phố đắt đỏ nhất về giá xăng. Nhìn sang các thành phố lớn khác như là Toronto có 154,9 sen một lít, Montreal thì giá xăng là 172,9 sen một lít, Kamloops và Kelowna thì giá trung bình là 175,9 sen một lít vào ngày thứ sáu. Winnipeg và St. John giá vẫn không đổi là 167,9 xe một lít và 185,9 xe một lít. Giá xăng tại một thành phố ở phía bắc Ontario, Thunder Bay, sẽ thấy giá xăng tăng lên 6 xu đến 165,9 xe một lít. Theo trang web dự đoán, Hầu hết các thành phố sẽ thấy giá xăng thông thường và cao cấp giảm vào ngày thứ Sáu, trong khi giá dầu diesel sẽ tăng trên toàn quốc. Thưa quý vị, một phụ nữ thuê xe ở Toronto cho biết cô đã bị tính phí 8.000 đô la sau khi công ty tuyên bố cô đã lái xe gần hết quãng đường theo chu vi trái đất trong 3 ngày. Người phụ nữ ở Vancouver là Giovanna Boniface cho biết cô đã thuê một chiếc xe hơi từ Avis trong 3 ngày sau khi cô đến Toronto Pearson vào đầu tháng này để giúp con gái cô ổn định trường đại học. Cô đã lái chiếc GMC Yukon Denali giữa sân bay, trung tâm thành phố Toronto và đến Kitchener, nơi cô đến thăm mẹ chồng. Tổng cộng, cô cho biết mình đã lái xe khoảng 300 km tính đến thời điểm trả xe tại sân bay và làm thủ tục đáp chuyến bay đi châu Âu. Cô Boniface cho biết cô đã trả trước khoảng 1.000 đô la để thuê chiếc xe này. Trong khi chờ lên chuyến bay, cô đã kiểm tra bản sao kê thẻ tín dụng của mình, tức là Statement, trực tuyến để bảo đảm khoản phí đã được xử lý chính xác. Đó là khi tôi nhận thấy khoản phí này với hơn 8.000 đô la từ Avis, cô Boniface nói với CTV News. Sau đó, cô xem lại biên nhận của mình từ Avis và nhận thấy công ty này đã tính phí cô lái xe 36.482 km với mức phí là 25 cent mỗi 1 km. Cô Boniface cho biết cô sẽ phải lái xe trong 72 giờ liên tục với vận tốc sắp xỉ 500 km một giờ để có thể thực hiện được điều này. Nó cũng sắp xỉ bằng khoảng cách lái xe từ Toronto đến Nam Phi ba lần. Cô Boniface nói cô không có thời gian để quay ngược trở ra lại vì cô đã qua cửa an ninh của sân bay. Nên cô đã thử gọi đến địa điểm của Avis ở sân bay nhưng không có ai bắt máy. Sau đó cô đã gọi cho Avis qua số điện thoại chung của họ. Nhưng họ dường như không hiểu vấn đề của tôi là gì cô nói cô đã bị ngắt kết nối hai lần khi cố gắng nói chuyện với một người quản lý của avis và cuối cùng phải lên chuyến bay của mình sau khi đến paris cô boniface cho biết cô đã gọi cho visa để phản đối giao dịch nhưng họ không thể làm gì vì khoản phí này vẫn được liệt kê là đang chờ xử lý cô cho biết phải đến vài ngày sau khi truyền thông vào cuộc cô mới nhận được cuộc gọi từ avis thông báo rằng các khoản phí bổ sung sẽ được hoàn lại trong một tuyên bố Avis cho biết họ đã xin lỗi cô Boniface về lỗi này và đã hoàn lại tiền. Họ không cho biết điều gì đã khiến lỗi này xảy ra. Nhưng đối với cô Boniface, cô nói, nhìn chung đó là dịch vụ khách hàng không tốt và vấn đề đã khiến cô căng thẳng không cần thiết khi đi du lịch. Khoảng 1.500 vé phạt đã bị phát sai do camera bắn tốc độ ở Ottawa. Nếu bạn bị một radar ảnh ở Ottawa phạt quá tốc độ vào mùa hè này, thì đó có thể là do nhầm lẫn. Khoảng 1.500 vé phạt quá tốc độ đã được phát hành không chính xác tại hai địa điểm có camera bắn tốc độ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, theo một bản ghi nhớ của thành phố mới đây cho biết. Một máy quay nằm ở Albert Street East giữa Moss Hill Trail và Shea Road, gần trường trung học Sacred Heart ở Streetsville, Máy còn lại thì nằm trên đường Alta Vista Drive giữa đại lộ Ayers và Richmond, gần các trường trung học Richmond và St. Patrick, cũng như trường công Charles H. House. Giới hạn tốc độ ở những khu vực này là 40 km một giờ, từ tháng 9 đến tháng 6 trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, khi năm học đang diễn ra. Vào tất cả các thời điểm khác, kể cả trong mùa hè thì tốc độ là 50 km một giờ, Do một lỗi sai, vé đi quá tốc độ tiếp tục được ban hành dựa trên giới hạn tốc độ 40 km một giờ vào tháng 7 và tháng 8, như khi trường học vẫn đang học. Thành phố cho biết, những tài xế nào nhận được vé do nhầm lẫn sẽ được thông báo vào cuối tháng 9 và vé của họ sẽ bị hủy. Họ đang được yêu cầu không trả tiền phạt của họ. Những người mà đã thanh toán sẽ được hoàn trả vào cuối tháng 10. Họ không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để lấy lại tiền của mình. Người nhận vé phải xác minh ngày và địa điểm vi phạm lỗi quá tốc độ của họ để kiểm tra xem vé của họ có bị xuất nhầm hay không. Thưa quý vị, một tai nạn xảy ra rất thương tâm. Một y tá Canada chết đuối khi đang phát live streaming trên Facebook. Một nhân viên chăm sóc sức khỏe đã chết đuối trong hồ bơi trong một buổi phát hình live trực tiếp streaming trên Facebook vào tuần trước, trước sự kinh hoàng của gia đình và bạn bè của cô ấy ở Kenya khi xem đoạn video Helen Niabuto, 24 tuổi, chết vào hôm thứ Năm khi đang bơi trong một hồ bơi trong nhà trọ ở Chatsworth, Ontario, theo Toronto Star. Niabuto lúc đó đang phát live streaming trực tiếp sự việc chết người này. Lúc đó được nhìn thấy cô đang mỉm cười, bơi và nói chuyện với những người xem trực tuyến từ bên cạnh của hồ bơi, theo tờ báo. Sau khi di chuyển xuống khu vực sâu, cô ấy có vẻ đang chơi với và có thể nghe thấy tiếng kêu cứu sau khi di chuyển ra khỏi màn hình của điện thoại, khung cảnh được nhìn thấy sau đó im ắng trong nhiều giờ cho đến khi những người ở trọ khác được nhìn thấy xuống hồ bơi và phát hiện ra cơ thể không còn sự sống của Nayabuto, bài báo cho biết. Buổi phát trực tiếp đã bị xóa khỏi Facebook. Nayabuto chuyển đến Canada vào năm 2018 và đang làm việc tại một nơi ở chăm sóc dài hạn ở vùng ngoại ô phía tây bắc Toronto. Helen là trụ cột cho gia đình cô ấy. Theo Alphonse Nayamwaya là bạn thân của Nayabuto cho biết, cô ấy đã làm việc với những người cao tuổi cho đến cuối đời, cô ấy thực sự có một niềm đam mê cho công việc này. Cô bạn nói thêm, Nayabuto đã chưa trở về quê hương kể từ khi chuyển ra nước ngoài và những người thân yêu đang cố gắng quyên góp đủ tiền để đưa thi thể cô ấy trở về nhà. Chúng tôi rất cần những lời cầu nguyện, chúng tôi cần hỗ trợ tài chính, theo người bạn và là bạn học cũ của trường đại học cho biết. quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ share video để giúp phổ biến thông tin. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin mời quý vị theo dõi một số tin tức trên thế giới đáng chú ý sau đây. Lần đầu tiên có một người dương tính với Covid-19, bệnh đồng mùa khỉ và HIV cùng một lúc. Tổng thống Putin ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang của Nga. Hàn Quốc đối mặt với sức ép của Trung Quốc về hệ thống vũ khí chống tên lửa. Thượng nghị sĩ Mỹ đến Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc tăng cao, Vụ Trịnh Xuân Thanh, Đức cáo buộc một nghi phạm tham gia vụ bắt cóc là gián điệp. Một cục mốc bi thảm, một triệu người đã chết vì Covid-19 trong năm nay, theo WHO. California loại bỏ dần xe chạy bằng xăng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tay vợt Novak Djokovic bỏ lỡ giải quần vợt Mỹ mở rộng vì không chịu tiêm phòng Covid-19. Apple sẽ công bố iPhone mới vào ngày 7 tháng 9 cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết ngay sau đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Lần đầu tiên phát hiện một người cùng một lúc dương tính với COVID, bệnh đầu mùa khỉ và HIV. Các nhà khoa học đã báo cáo một trường hợp đầu tiên được biết đến một người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, HIV và bệnh đầu mùa khỉ trong cùng một lúc. Theo báo cáo của nghiên cứu tình huống được công bố trên tạp chí Y khoa Infection cho biết, một người đàn ông người Ý 36 tuổi đã bị sốt, đau họng và mệt mỏi sau khi trở về từ một chuyến du lịch đến Tây Ban Nha vào đầu mùa hè này, nơi mà anh ta đã có quan hệ tình dục không an toàn. Lần đầu tiên anh ta có xét nghiệm dương tính với COVID vào ngày 2 tháng 7 và ngày hôm sau thì anh ta đã bắt đầu có dấu hiệu phát ban và tổn thương trên thân, mặt, mông và chi dưới. Đến ngày 5 tháng 7, vết phát ban lan rộng hơn. Vào thời điểm đó thì anh ta đã tìm cách điều trị tại một bệnh viện ở Ý. Tại đây thì anh ta được xác định rằng đã mắc phải bệnh đậu mùa khỉ sau khi đã tiến hành các xét nghiệm. Và kết quả cũng cho thấy anh ta dương tính với HIV. Đây là lần đầu tiên cả ba loại virus được chẩn đoán cùng một lúc. Các tác giả cũng nghiên cứu cho thấy bệnh đau mùa khỉ và COVID thường có chung các triệu chứng tương đương với nhau, bao gồm sốt, đau họng và đau đầu, khiến cho các bác sĩ khó chẩn đoán chính xác và đồng thời cho rằng không phải tất cả bệnh nhân đậu mùa khỉ được phát triển các tổn thương da và COVID-19 có thể hiếm khi hiện có phát ban và mụn nước. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo số ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới đã giảm. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, công bố hôm thứ Năm, số ca bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo trên toàn cầu đã giảm trong tuần từ ngày 15 cho tới ngày 21 tháng 8 thì số ca mắc đã ít hơn 21% so với tuần trước. Trong 4 tuần trước đó thì con số đã tăng lên. Theo WHO, tổng cộng hơn 41.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 12 trường hợp tử vong đã được báo cáo từ 96 quốc gia. Mỹ với hơn 14.000 trường hợp, tiếp theo là Tây Ban Nha, Brazil và Đức. Báo cáo này là một tín hiệu cho thấy bệnh bùng phát ở châu âu có thể đang bắt đầu giảm tổng giám đốc who tetro Adhanom preparations cho biết có những dấu hiệu cho thấy sự bùng phát đang chậm lại ở châu âu nơi mà sự kết hợp của các biện pháp y tế cộng đồng đã có hiệu quả thay đổi hành vi và tiêm chủng đang giúp ngăn chặn sự lây lan tuy nhiên ở khu vực miền bắc và nam mỹ thì con số tiếp tục tăng với mức tăng cao nhất được báo cáo ở hoa kỳ hơn 34% tổng số trường hợp toàn cầu hiện nay là ở Hoa Kỳ. WHO cho biết, các ca ở châu Mỹ chiếm 60% tổng số ca toàn cầu trong tháng qua, trong khi các ca ở châu Âu chiếm khoảng 38%. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết hôm thứ Năm, lục địa này có 219 trường hợp mới được báo cáo trong tuần qua, tăng 54%. Hầu hết các trường hợp đều ở Nigeria và Congo. Với nguồn cung cấp phát sinh hạn chế trên toàn cầu, các cơ quan chức năng ở Mỹ, châu Âu và Anh đều đã bắt đầu phân chia liều lượng để kéo dài nguồn cung lên tới 5 lần. Putin ký xác lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang của Nga Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm đã ký xác lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang của Nga từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu. Sự gia tăng này bao gồm việc tăng thêm 137.000 nhân viên chiến đấu có thủ lực vào ngày 1 tháng 1. Lần cuối cùng, ông Putin ấn định quy mô quân đội của Nga là vào tháng 11 của năm 2017, khi số lượng nhân viên chiến đấu được ấn định là 1,01 triệu người từ tổng số người đứng đầu lực lượng vũ trang. Nó bao gồm cả những người không tham chiến là 1,9 triệu người. Theo một báo cáo thường niên của thẩm quyền của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, thì Nga có 900 quân nhân tại ngũ vào đầu năm nay và dự trữ 2 triệu người phục vụ trong vòng 5 năm qua. Hàn Quốc đối mặt với sức ép của Trung Quốc về hệ thống vũ khí chống tên lửa Trung Quốc bị cáo buộc là bắt nạt Hàn Quốc và can thiệp vào các chính sách an ninh quốc gia của nước này sau khi đưa ra một loạt yêu cầu liên quan đến việc triển khai tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ được triển khai trên sân côn cũ ở phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Tên lửa THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay tới, vũ khí không mang đầu đạn và phá hủy tên lửa khi va chạm. Hệ thống này được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tốt nhất hiện có. Trước khi đắc cử, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã cam kết triển khai thêm nhiều đơn vị của tên lửa THAAD. Trong gần 4 tháng kể từ khi nhậm chức, ông vẫn chưa thực hiện đúng lời hứa đó. Nhưng vấn đề lại nảy sinh khi Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đến thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc để có cuộc gặp đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc là Vương Nghị. Vấn đề nổi lên sau cuộc họp ngày 9 tháng 8. Các bộ trưởng cho biết họ đã nhất trí rằng tên lửa phòng thủ THAAD không nên là một trở ngại cho những cải thiện trong quan hệ song phương. Ông Park cho biết ông đã nói rõ rằng Việc triển khai hệ thống không phải để đàm phán, vì đây là vấn đề an ninh và chủ quyền của chúng tôi trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Do đó, CO đã rất ngạc nhiên khi ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng Hàn Quốc đã đồng ý hạn chế hoạt động của tổ hợp THAAD và tuân thủ 30 mà cựu tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cam kết trước đó, đó là không triển khai thêm các đơn vị tên lửa THAAD không hình thành mạng lưới phòng thủ tên lửa với Mỹ và không chính thức tham gia liên minh quân sự ba bên với Mỹ và Nhật Bản. Tổng thống nhà xanh ở Seoul đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh, tuyên bố, chính phủ của chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng tên lửa THAAD là một công cụ tự vệ nhằm bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân chúng tôi khỏi các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và là một vấn đề chủ quyền an ninh, điều đó không bao giờ có thể thương lượng. Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc tăng cao, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marsha Blackburn đã đến Đài Loan vào thứ Năm trong chuyến thăm thứ hai của các thành viên quốc hội kể từ chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào đầu tháng này đã làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Ông Blackburn, một đảng viên Cộng hòa từ Tennessee, đã hạ cánh xuống Đài Bắc vào cuối ngày thứ Năm sau khi thăm quần đảo Solomon và Papua New Guinea Bà Pelosi là thành viên cấp cao nhất của chính phủ Hoa Kỳ đã đến thăm Đài Loan trong 25 năm. Trung Quốc đã đáp lại chuyến đi của bà bằng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, bao gồm bắn tên lửa qua hòn đảo và điều tàu đi qua đường giữa eo biển Đài Loan, được coi là vùng đệm giữa hai bên. Một số tên lửa được bắn đã hạ cánh trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan tự trị là lãnh thổ của riêng mình, sẽ được lấy bằng vũ lực nếu cần thiết và coi các chuyến thăm cấp cao của nước ngoài tới hòn đảo này là sự can thiệp vào công việc của họ và trên thực tế là sự công nhận chủ quyền của Đài Loan. Sau chuyến đi của bà Pelosi, một phái đoàn gồm các thành viên hạ viện và thượng viện đã đến thăm. Tuần này thì thống đốc bang Indiana đã có chuyến thăm tập trung vào hợp tác kinh doanh và học thuật. Các chính trị gia Hoa Kỳ đã gọi chuyến thăm của họ là một sự ủng hộ đối với hòn đảo. Tôi vừa hạ cánh xuống Đài Loan để gửi một thông điệp tới Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ không bị bắt nạt, ông Blackburn nói trong một tweet vào sáng sớm thứ Sáu. Hoa Kỳ vẫn kiên định trong việc bảo tồn tự do trên toàn cầu và sẽ không dung thứ cho những nỗ lực làm suy yếu quốc gia của chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi. Ông Blackburn đang ở Đài Loan trong chuyến thăm 3 ngày và sẽ gặp Tổng thống Thái Anh Văn và người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan. Đài Loan và Trung Quốc chia sẻ vào năm 1949 sau một cuộc nội chiến và không có quan hệ chính thức nhưng bị ràng buộc bởi hàng tỷ đô la thương mại và đầu tư trung quốc đã gia tăng sức ép đối với đài loan kể từ khi nước này bầu bà thái theo chủ nghĩa độc lập làm tổng thống khi bà thái từ chối tán thành khái niệm về một quốc gia trung quốc duy nhất trung quốc đã cắt đứt liên lạc với chính phủ đài loan các chuyến thăm của quốc hội hoa kỳ tới hòn đảo này đã tăng tần suất trong năm qua Hôm thứ Năm, thì cơ quan hành pháp của chính phủ Đài Loan đã đưa ra kế hoạch tăng 12,9% ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng vào năm tới. Chính phủ này đang có kế hoạch chi tổng cộng 415,1 tỷ đô la Đài Loan, tức là 13,8 tỷ đô la trong năm nay. Bộ Quốc phòng cho biết sự gia tăng này là do Cộng sản Trung Quốc tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự có mục tiêu trong những năm gần đây, bình thường hóa hành vi quấy rối vùng biển và không phận lân cận của Đài Loan bằng tàu chiến và máy bay chiến tranh. Cũng trong ngày thứ Năm, Bộ Quốc phòng cho biết họ đã theo dõi 4 tàu hải quân và 15 máy bay chiến đấu của Trung Quốc trong khu vực xung quanh hòn đảo này. Google bị cáo buộc thải khí carbon trong kết quả tìm kiếm chuyến bay Google đã bị cáo buộc về hành vi phát tán khí thải hàng không sau khi công ty này thay đổi công cụ tìm kiếm chuyến bay để giảm một nửa lượng khí thải CO2. Sự thay đổi ảnh hưởng đến một tính năng trên Google Flight hiển thị lượng khí thải carbon ước tính của mỗi tuyến đường. Công ty gắn cờ các tuyến đường có lượng khí thải cao hơn hoặc là thấp hơn mức phát thải thông thường, đồng thời báo cáo tổng lượng CO2 thải ra trên mỗi hành khách. Sau khi thay đổi, Google bắt đầu chỉ báo cáo lượng CO2 thải ra trên mỗi hành trình và đã giảm con số xuống một nửa tác động môi trường mà đã nêu của mỗi chuyến bay. Công ty lập luận rằng không thể ước tính chính xác lượng CO2 cho một chuyến bay nhất định vì ảnh hưởng của hơi nước đối với sự ấm lên khác nhau tùy thuộc vào thời gian trong ngày và vị trí phát thải. Khi thay đổi được thông qua ở Google, Google đã không công bố công khai các số liệu mới của mình. liên quan tới vụ Trần Xuân Thanh, Đức cáo buộc một nghi phạm tham gia vụ bắt cóc là gián điệp. Hôm 25 tháng 8, Văn phòng Công tố Liên bang Đức chính thức cáo buộc một người Việt Nam tham gia vào vụ bắt cóc ông Trần Xuân Thanh ở Berlin vào năm 2017 đã phạm tội gián điệp. Báo cáo cho biết, nghi phạm là một người mang gốc quốc tịch Việt Nam được xác định là Lê Anh Tú bị cáo buộc hoạt động mật vụ, hỗ trợ và tiếp tay cho việc tước đoạt tự do của người khác vào đầu tháng 6 năm nay sau vụ bắt cóc tại Praha, thủ đô Cộng hòa Séc, nghi phạm này đã bị dẫn độ sang Đức. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, ông Trịnh Xuân Thanh, cựu giám đốc điều hành dầu khí của Việt Nam, đã bị đưa vào một chiếc xe trên một con phố ở trung tâm Berlin cùng với người bạn nữ của mình trước khi bị bắt trở về Việt Nam, nơi ông phải thủ án tù trung thân. Ông Thanh là một cựu nhân viên cao cấp bị cáo buộc gây ra thua lỗ và quản lý yếu kém tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam đã xin tị nạn ở Đức trước khi mất tích và điều này đã làm rạn nứt quan hệ song phương giữa Berlin và Hà Nội. Một năm sau vụ bắt cóc, một người đàn ông Việt Nam được xác định là Nguyễn Hải Long cũng đã bị kết tội liên quan tới âm mưu này và bị tòa án Berlin kết án 3 năm 10 tháng tù. Một cột mốc bi thảm một triệu người đã chết vì COVID-19 trong năm nay, theo WHO. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Năm cho biết, trong năm nay đã có một triệu người chết vì COVID-19, một cột mốc toàn cầu tồi tệ đã được trong tuần này chứng tỏ thế giới đã không học cách chung sống với virus. Theo số liệu của WHO, kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây hơn 2 năm rưỡi, thì tổng cộng hơn 6,4 triệu người trên toàn cầu đã chết vì COVID-19 tổng giám đốc WHO Tetro Autonomous Preparations đã gọi đây là một cột mốc bi thảm và đây là một dấu mốc có thể ngăn ngừa được. Và đồng thời, ông cũng đã yêu cầu hành động nhiều hơn nữa để giảm sự lây lan của virus. Trên toàn cầu, số ca mắc mới hàng tuần đã giảm 9% trong tuần trước so với tuần trước đó, với hơn 5,3 triệu ca mới được báo cáo tính tới ngày 21 tháng 8, theo dữ liệu của WHO. Số ca tử vong hàng tuần mới cũng đã giảm, nhưng cao hơn 15% so với tuần trước với hơn 14.000 ca tử vong được báo cáo trên toàn cầu vào tuần trước. Ở cấp quốc gia, thì số mắc mới hàng tuần cao nhất được báo cáo là từ Nhật Bản với 1,4 triệu ca mới, Hàn Quốc với hơn 884.000 ca và Mỹ hơn 612.000 ca mắc mới. Số ca tử vong hàng tuần cao nhất được báo cáo ở Mỹ là 2.714 ca tử vong. Nhật Bản là 1.624 ca tử vong và Brazil là 1.105 ca tử vong tính tới ngày 21 tháng 8. Trong khi đó, thì Canada đã có tổng cộng là 43.505 ca tử vong liên quan tới COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Và con số đó cũng bao gồm 251 người chết trong tuần từ ngày 7 cho tới ngày 13 tháng 8, theo dữ liệu mới nhất có sẵn của Bộ Y tế Canada. California loại bỏ dần xe chạy bằng xăng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Vào thứ Năm, California đã đưa ra kế hoạch con đường để chấm dứt kỷ nguyên xe hơi chạy bằng xăng với việc các cơ quan quản lý không khí áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt nhất trên thế giới để chuyển đổi sang xe không phát thải. Động thái của Ủy ban Tài nguyên Không khí California để tất cả các xe hơi mới, xe bán tải, tức là pickup truck và SUV phải chạy bằng điện hoặc là hydro vào năm 2035 có khả năng sẽ đến hình lại thị trường xe hơi Hoa Kỳ mà tiểu bang đông dân nhất này chiếm 10% doanh số của quốc gia. Nhưng sự chuyển đổi này sẽ đòi hỏi các bộ sạc xe nhiều hơn ít nhất là 15 lần trên toàn tiểu bang và cần một mạng lưới năng lượng mạnh mẽ hơn và các phương tiện xe mà mọi người ở mọi mức thu nhập có thể mua được. Nếu mà chính sách này hoạt động như đã định, thì California sẽ cắt giảm một nửa lượng khí thải từ các phương tiện giao thông vào năm 2040. Các bang khác dự kiến sẽ làm theo và đẩy nhanh hơn nữa việc sản xuất các phương tiện không phát thải. Tiểu bang Washington và Massachusetts đã cho biết họ sẽ đi theo sự dẫn đầu của California và nhiều bang khác. New York Pennsylvania là một trong số 17 tiểu bang đã áp dụng một số hoặc là tất cả các tiêu chuẩn khí thải ống xả của California nghiêm ngặt hơn các quy tắc của liên bang. Chính sách của California không cấm hoàn toàn xe hơi chạy bằng xăng sau năm 2035. Mọi người có thể giữ xe hơi hiện có của họ hoặc là mua những chiếc xe đã qua sử dụng và 20% doanh số có thể là xe hybrid chạy bằng pin và xăng. Mặc dù hydro là một lựa chọn nhiên liệu theo quy định mới. Nhưng xe khơi chạy bằng pin chỉ chiếm chưa tới 1% doanh số bán xe khơi trong những năm gần đây. California dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho hầu hết nền kinh tế bằng điện, không phải là nhiên liệu hóa thạch vào năm 2045, một kế hoạch được ban hành vào đầu năm nay dự đoán nhu cầu điện sẽ tăng 68%. Ngày nay tiểu bang này có khoảng 80.000 bộ sạc công cộng, Ủy ban năng lượng California dự đoán rằng cần phải tăng thêm 1,2 triệu vào năm 2030. Hiện nay đã có hơn 1 triệu người đang lái xe điện tại California. Ngập lụt ở sa mạc gây thiệt hại cho đường cao tốc từ Los Angeles đến Phoenix. Đường cao tốc chính từ Los Angeles đến Phoenix đã bị hư hại do một trận lũ quét cuốn trôi một phần con đường qua sa mạc Nam California trong đợt dông bão gió mùa mới nhất đã ập đến khu vực này vào mùa hè này Đợt ngập lục mới nhất bắt đầu vào tối thứ Tư làm hứa hại một con đường nằm trong đường vòng qua dự án sửa chữa dọc theo xa lộ liên tiểu bang 10 về phía đông gần cộng đồng nhỏ của Desert Center, cách Los Angeles khoảng 265 km về phía đông. Các quan chức khuyến cáo những người đi từ Nam California nên sử dụng xa lộ liên tiểu bang 8 hoặc 40 là những đường vòng chính. Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến các con đường khác trong khu vực, bao gồm các tuyến đường tiểu bang 177, 78 và 62. Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết, lũ lụt có thể xảy ra nhiều hơn cho đến thứ Năm trên khắp một vùng rộng lớn gồm các dãy núi và sa mạc ở Nam California. Các quan chức cho biết, trận đại hồng thủy ngày 5 tháng 8 ở thung lũng Death Valley là lịch sử. Hàng trăm du khách ban đầu bị mắc kẹt bởi nước lũ và những con đường phủ đầy mảnh vỡ, phải mất khoảng 2 tuần để công viên quốc gia Death Valley National Park mở cửa trở lại các khu vực phổ biến nhất của nó. Thưa quý vị, một thiếu niên người Bỉ gốc Anh đã trở thành người trẻ nhất bay một mình vòng quanh thế giới sau hành trình kéo dài 5 tháng. Niềm vui khi Mark Rutherford, 17 tuổi, đã hạ cánh xuống một sân bay gần thủ đô Sofia của Bulgaria sau khi bay 54.124 km và ghé thăm hơn 30 quốc gia kể từ khi cậu đã khởi hành từ cùng một địa điểm trên chiếc máy bay siêu nhỏ Shark Aero của mình vào ngày 23 tháng 3. Hành trình của Rutherford đã phá vỡ hai kỷ lục Guinness thế giới, trong đó có một kỷ lục do chị gái của cậu là Zara, 19 tuổi, người đã trao cho cậu một trong những chứng chỉ trên đường băng Hành trình của Rutherford mất nhiều thời gian hơn dự định do giấy phép bị hoãn, khiến cậu phải thay đổi lộ trình hai lần và bay qua châu Phi, Trung Đông, Nam Á, Bắc Mỹ và quay trở lại châu Âu. Chuyến đi của Rutherford cũng đầy rẫy những thử thách, chẳng hạn như là chuyến bay kéo dài 10 giờ từ Nhật Bản qua Thái Bình Dương, cho đến đảo Atu của Mỹ không có người sinh sống trong thời tiết xấu Rutherford đã trở thành người trẻ tuổi nhất bay vòng quanh thế giới một mình và có được danh hiệu này từ Travis Ludlow, người mới 18 tuổi khi hoàn thành nỗ lực của mình vào năm ngoái. Hiện tại thì Rutherford không có ý định phá vỡ bất kỳ kỷ lục mới nào mà là quay trở lại trường học và bắt kịp với con đường học tập của cậu. Tay vợt Novak Djokovic bỏ lỡ giải quần vợt Mỹ mở rộng vì không chịu tiêm phòng COVID-19 cựu hạt giống số một thế giới là Novak Djokovic sẽ bỏ lỡ giải quần vật Mỹ mở rộng năm nay sau khi anh ta vừa mới phát biểu trong hôm thứ Năm rằng anh sẽ không thể đến New York để tham dự giải đấu vì đã lựa chọn không tiêm vaccine COVID-19. Thật đáng buồn, tôi sẽ không thể đến New York lần này cho US Open, Djokovic viết trên Twitter. Chúc các cầu thủ của tôi may mắn, tôi sẽ giữ phong độ tốt và tinh thần tích cực và chờ cơ hội thi đấu trở lại. Tay vợt người Serbia trước đó cho biết, anh đã chuẩn bị tinh thần rằng anh sẽ bỏ lỡ các giải Grand Slam, trong đó yêu cầu các tay vợt tham gia phải được tiêm phòng COVID-19. Hiệp hội quần vợt Mỹ đã mô tả sự vắng mặt của Djokovic là đáng tiếc, nhưng họ mong muốn anh sẽ quay trở lại công viên Flushing Meadows vào năm sau. Nhiều người đã hy vọng được gặp Djokovic trên mặt sân cứng tại Flushing Meadows, nơi anh đã nâng cúp 3 lần và vào vòng chung kết trong 6 lần khác. Hashtag Let Novak Play đã lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội khi người hâm mộ của Djokovic lên tiếng ủng hộ Djokovic. Người hâm mộ cũng đã gửi một bản kiến nghị trực tuyến với hy vọng Djokovic được vào Mỹ. Apple sẽ công bố iPhone mới vào ngày 7 tháng 9. Khách hàng của Apple có thể sớm được chiêm ngưỡng thế hệ iPhone tiếp theo sau khi công ty hôm thứ tư đã gửi lời mời báo chí cho một sự kiện vào ngày 7 tháng 9, ngày mà họ dự kiến sẽ tiết lộ dòng sản phẩm iPhone 14 mới của mình. Trong thư mời của công ty, có hình bầu trời đen trong hình dạng của logo Apple và dòng khẩu hiệu Far Out. Sự kiện này sẽ được phát sóng trên trang web của Apple từ Apple Park, là trụ sở chính của công ty ở Cupertino, California. Trong những năm gần đây, thì Apple hầu như đã thực hiện hầu hết các sự kiện của mình vì ảnh hưởng của đại dịch. Apple được đồn đại sẽ tiết lộ một chiếc iPhone 14 lớn hơn và loại bỏ phần notch xung quanh camera mặt trước mà nhiều người không ưa chuộng. Công ty cũng có thể sẽ nâng cấp máy ảnh trên dòng điện thoại mới này. Apple cũng có thể sẽ công bố ngày phát hành cho hệ điều hành di động mới nhất là iOS 16. Tại hội nghị các nhà phát triển hàng năm vào tháng 6, Apple đã tiết lộ một số thay đổi đối với iOS 16, bao gồm màn hình khóa được cải tiến và khả năng chỉnh sửa hoặc là hủy bỏ tin nhắn. Cá nàng tiên chính thức tuyệt chủng về mặt chức năng ở Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng cá nàng tiên du con đã tuyệt chủng về mặt chức năng ở vùng biển Trung Quốc. Nghiên cứu công bố vào ngày 24 tháng 8 trên tạp chí Royal Society Open Science cho thấy lượng cá nàng tiên đã sụt giảm nhanh từ thập niên 1970 đến nay và không có ghi chép hay là bằng chứng nào về loài cá này từ năm 2008. Chúng đang bị đe dọa trên toàn cầu bởi những hoạt động của con người như là đánh bắt cá, va chạm với tàu thuyền và mất môi trường sống. Theo giáo sư Samuel Turby, là đồng tác giả của nghiên cứu, cho rằng sự biến mất của cá nàng tiên tại Trung Quốc là sự mất mát to lớn. Sự vắng mặt của chúng không chỉ ảnh hưởng tới chức năng sinh thái, mà nó còn đóng một vai trò như là hồi chuông cảnh báo rằng sự tuy chủng có thể xảy ra trước khi phát triển một biện pháp bảo tồn hiệu quả. Cá nàng tiên, đu con hay còn được gọi là cá cuối hoặc là bò biển là động vật biển có vú ăn cỏ có thể dài tới 3cm. Chế độ ăn của chúng chỉ bao gồm cỏ biển. Cá nàng tiên sinh sống ở miền nam của Trung Quốc trong hàng trăm năm. Ngoài ra, chúng còn sống ở vùng ven biển từ Đông Phi đến Vanuatu và những quần đảo ở Tây Nam Nhật Bản cả nàng tiên là loài dễ bị đe dọa trên toàn cầu và nằm trong danh mục dễ bị tổn thương của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế và chúng cũng là loài động vật được bảo vệ ở cấp cao nhất tại Trung Quốc. Và sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái, giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch, một Canada bằng 0,7730 đô la Mỹ và bằng 0,7754 đồng euro, 1 Canada bằng 18.087 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ thì bằng 23.395 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI đang ở mức 93,03 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là ở mức 99,34 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.757,30 đô la Mỹ một ounce. Và phần tỷ giá cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày 26 tháng 8 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành hoàng anh và tuấn liêm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo